Thi Nhung và Thiện Hạnh thân ái kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình VIETV và Radio. Quý vị đang theo dõi phần tin 24 giờ qua và sau đây mời quý vị đến với những bản tin chi tiết. Thưa quý vị, bản tin mở đầu cho biết bạo loạn rung chuyển Nicaragua khi số người biểu tình tăng cao. Các vụ hôi của đã nổ ra thủ đô của Nicaragua vào ngày Chủ nhật 22 tháng 4 trong bối cảnh số người chết trong cuộc khủng hoảng liên quan đến chính sách cải tổ an sinh xã hội tại quốc gia Trung Mỹ này đang tăng cao. Bạo loạn xảy ra khi các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Nicaragua bước sang ngày thứ Năm. Hội Hồng Thập tự Quốc tế cho biết ít nhất 7 người đã bị thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong các cuộc biểu tình. Trong khi đó, Tổ chức Nhân quyền địa phương nói rằng họ đã ghi nhận 25 trường hợp tử vong. Các cuộc biểu tình bắt đầu vào ngày 18 tháng 4 nhằm phản đối chính sách mới về an sinh xã hội, trong đó bao gồm việc tăng tuổi đối với người nghỉ hưu và giảm mức lương tối thiểu, và một số cửa hàng ở thủ đô Managua đã bị cướp phá vào cuối tuần. Ít nhất hai cuộc biểu tình đã diễn ra tại Managua vào ngày 22 tháng 4. Viện cảnh sát đàn áp người biểu tình và giải tán đám đông biểu tình đã được một số đài truyền hình đưa tin trong vài ngày qua. Trong khi đó, thì các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn tại thủ đô Yerevan của Armenia. Các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn tại thủ đô Yerevan của Armenia vào cuối ngày 22 tháng 4, khi hàng ngàn người Armenia tập trung tại trung tâm của thành phố, bất chấp những nỗ lực trước đó của cảnh sát nhằm để ngăn chặn người biểu tình. Cũng trong ngày Chủ nhật, cảnh sát Armenia đã bắt giữ 3 lãnh đạo phe đối lập và gần 200 người biểu tình, bất chấp những chỉ trích từ Liên minh châu Âu, sau khi người biểu tình yêu cầu tân thủ tướng Sarkisian từ chức. Những người biểu tình cáo buộc ông Sarkisian, 63 tuổi, đã bám víu vào quyền lực sau khi quốc hội bổ nhiệm ông làm thủ tướng trong tháng này, sau 10 năm làm tổng thống. Đây là cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất trong một thập niên qua tại Armenia, khi hàng chục ngàn người xuống đường biểu tình tại thủ đô Yerevan. Các cuộc biểu tình mặc dù diễn ra trong hòa bình, nhưng đã làm mất ổn định trong xã hội. Nghi phạm tấn công thủ đô Paris phải đối mặt với phán quyết mới liên quan đến vụ xả súng tại Brussels. Thưa quý vị, nghi phạm sống sót duy nhất trong cuộc tấn công tại thủ đô Paris của Pháp Quốc vào năm 2015 đã phải đối mặt với phán quyết mới của Tòa án Bỉ liên quan đến vụ xả súng tại Brussels vào năm 2016. Salah Abdeslam, một trong những thành viên của phe ISIS, từng bị giam giữ tại Pháp liên quan đến vụ sát hại 130 người tại Paris hồi tháng 11 năm 2015. Đương sự cũng bị buộc tội giết người trong vụ xả súng xảy ra tại Brussels, đồng thời tham gia vào các vụ đánh bom tự sát của phe ISIS tại thủ đô Bỉ vào tháng 3 năm 2016. Salah Abdeslam phải đối mặt với 20 năm tù giam với các tội danh, trong đó có tội tấn công cảnh sát. Abdeslam đã được dẫn độ từ Pháp đến Brussels trong tình trạng an ninh được thắt chặt vào hồi tháng 2 dựa theo thỏa thuận của hai quốc gia. Cảnh sát Bỉ cho biết họ phát hiện lá cờ của phe ISIS và DNA của Abdeslam trong một căn chung cư gần nơi vụ xả súng xảy ra. Abdeslam, 28 tuổi, là công dân Pháp, sinh ra và lớn lên ở thủ đô của Bỉ, đang chờ xét xử liên quan đến vụ tấn công hồi tháng 11 năm 2015 tại Paris. Lực lượng tuần duyên Libya phát giác ra 11 thi thể của người di cư. Phát ngôn viên của lực lượng tuần duyên Libya, Ayu Qasem, cho biết, các binh sĩ quốc gia này đã phát giác ra thi thể của 11 người di cư bất hợp pháp ở ngoài khơi bờ biển phía Tây vào ngày Chủ nhật 22 tháng 4. Những người di cư bị thiệt mạng trên biển khi đang thực hiện cuộc hải trình đến Ý Quốc. Ông Ayu Qasem, hơn 80 người di cư sống sót đã được giải cứu tại thành phố Sabatha, cách thủ đô Tripoli khoảng 70 km về phía Tây. Và lực lượng tuần duyên Libya đã đưa những người này trở lại thành phố Zawiya ở gần đó. Những người di cư nêu trên được xác nhận đến từ các quốc gia châu Phi gần sa mạc Sahara. Một chiếc thuyền khác chở theo 200 người di cư, trong đó có 38 phụ nữ và một trẻ em, đã bị chặn lại tại Listen, cách thành phố Tripoli khoảng 135 km về phía đông. Chiếc thuyền này chở người di cư đến từ Pakistan, Bangladesh và Ấn Độ. Được biết, Libya là điểm khởi hành của những người di cư muốn vượt biên châu Âu bằng đường biển.
có hơn 600.000 người đã vượt biên xuyên Địa Trung Hải đến Ý Quốc trong 4 năm qua, phần lớn từ Libya. Kể từ tháng 7 năm ngoái, số người di cư bằng đường biển đã giảm đi một cách đáng kể do chính quyền Libya hợp tác với chính phủ Ý Quốc trong việc ngăn chặn nạn buôn người. Ấn Độ thông qua bản án tử hình đối với tội hãm hiếp trẻ em dưới 12 tuổi. Thưa quý vị, nội các Ấn Độ đã thông qua chính sách áp dụng bản án tử hình đối với những kẻ hiếp dâm trẻ em dưới 12 tuổi. Và quyết định này được đưa ra sau khi Thủ tướng Narendra Modi tổ chức cuộc họp khẩn cấp để giải quyết sự phẫn nộ của người dân sau các vụ hãm hiếp gây chấn động trên toàn quốc. Sắc lệnh này cho phép áp dụng những hình phạt nghiêm trọng hơn dành cho các tội phạm cưỡng dâm trẻ em bị kết án. Sắc lệnh sẽ chính thức có hiệu lực sau khi được Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind ký ban hành. Trong năm 2016, tại Ấn Độ đã ghi nhận hơn 40.000 vụ hiếp dâm. Trong số các nạn nhân này, trẻ em chiếm 40%. Mỗi ngày, các tờ nhật báo đều đăng tin về các vụ bạo lực tình dục phụ nữ. Vụ việc gây chấn động nhất trong năm nay là vụ xâm hại một bé gái 8 tuổi tại tiểu bang Jammu Kashmir. Gần đây hơn, một vụ tấn công tình dục bé gái 11 tuổi đã được báo cáo tại tiểu bang Gujarat, quê nhà của Thủ tướng Modi. Kết quả giảo nghiệm pháp y cho thấy cô bé bị tra tấn, cưỡng hiếp và bị bóp cổ đến tử vong. Ấn Độ đã tăng cường việc xét xử và tăng hình phạt đối với các tội phạm hiếp dâm, bao gồm cả án tử hình, sau vụ cưỡng bức và sát hại một cô gái trẻ gây chấn động dư luận vào năm 2012. Vẫn là bản tin liên quan đến châu Á. Thưa quý vị, cảnh sát Malaysia vẫn đang điều tra về vụ sát hại giáo sư người Palestine. Cảnh sát trưởng Mohammad Fuzi bin Harun vào ngày Chủ nhật 22 tháng 4 cho biết, nhà chức trách Malaysia đang điều tra vụ một giảng viên người Palestine bị sát hại tại thủ đô Kuala Lumpur vào hồi cuối tuần qua. Nạn nhân được cho là có mối liên hệ mật thiết với phong trào Hồi giáo Hamas trên dải Gaza. Vụ việc xảy ra khi hai người đàn ông đi trên một chiếc xe máy bắn 10 phát đạn vào giáo sư Fadi Albat, một giảng viên kỹ thuật ngay trên đường phố Kuala Lumpur, khiến cho vị giáo sư 35 tuổi này tử vong ngay tại chỗ. Hãng tin Panama đưa tin, các nghi phạm sát hại giáo sư này đã bỏ trốn. Những người này được xác nhận đến từ châu Âu và có liên hệ với một cơ quan tình báo ngoại quốc. Được biết, phong trào Hồi giáo Hamas đang kiểm soát dải Gaza nói rằng một trong những thành viên của nhóm này đã bị ám sát tại Malaysia. Lãnh đạo phe Hamas Ismail Haniyeh đồng thời nói rằng trước đây cơ quan tình báo của Israel đã đứng đằng sau cái chết của các nhà khoa học Palestine và vụ sát hại giáo sư Albas cũng là một sự việc tương tự. Ông Fadi Albas là giảng viên của trường đại học Kuala Lumpur. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin 24 giờ qua cùng với Thiện Hạnh và Thi Nhung. Chúng tôi sẽ quay trở lại với các bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống sau một vài thông tin thương mại của các cơ sở đã bảo trợ cho chương trình.